Xin chào tất cả các em ha. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thầy chia sẻ cho các em một cái cách chơi game mini trên máy tính FX580 VNX là mini game Mario trên máy tính Casio. Thì để chơi được cái game này á, các em cần làm qua thầy hai bước. Bước thứ nhất là các em tính thầy giá trị biểu thức của x bình cộng y mũ 3 cộng 5/3x mũ 4 trừ cho 2 nhân cho 2y cộng 1 tất cả trừ cho 2020. Tại x bằng bằng 1 và y bằng âm 2. Và bước 2, sau khi chúng ta làm xong được cái bài này, chúng ta sẽ chơi được cái game Mario trên máy tính thôi nha. Thì đầu tiên các em nhập với thầy biểu thức này vô nha. Giờ cái thầy các em nhập vô nè. Các em nhìn nha. Rồi bây giờ thầy sẽ nhập nhập biểu thức này vô như sau. Rồi, ở đây mình có phím x. Đây, máy tính Casio thì nó phím mới mình có phím x, đặt có cái phím x nè. Đó, 1 2 là bạn nào mà sử dụng cái máy từ đời thấp hơn á thì chúng ta ấn alpha alpha x được không nào? Đó là cái quy trình bấm. Nói chung là tất cả các chữ a b c d e f x y z rồi m chúng ta sử dụng phím alpha để chúng ta gọi ra nhé, là các biến nhớ của nó đó. Đó, alpha b nè, rồi alpha c nè, đó. Rồi alpha d nè, đó là gọi các biến nhớ. Rồi bây giờ thầy sẽ nhập biểu thức này vô. Rồi, x bình phương, ai xin lỗi ha, bây giờ ấn lại ha, x bình phương cộng cho alpha y mũ 3 cộng cho phân số 5/3 rồi x mũ 4 ha. Đó, rồi trừ trừ cho mở ngoặc ra ha, 2 trừ cho 2 nè. Rồi mở ngoặc ra. Thì máy tính mình nó hiểu là nhanh luôn đó các bạn ha. Y hệt là trên sách vở mình ghi như thế nào thì máy tính cũng hiểu y hệt như vậy. Rồi trừ cho gì? 2y 2 alpha y cộng cho 1. Đóng ngoặc lại. Trừ 2020. Rồi, mình kiểm tra lại cái biểu thức của mình nhé. Kiểm tra biểu thức là ấn relay qua bên tay trái nè. Đó, ấn thích relay ha, relay trái, relay phải, relay trên, relay dưới nè. Rồi x bình cộng y mũ 3 cộng 5/3 x mũ 4 trừ 2 nhân cho 2 y cộng 1 trừ 2020. Rồi, biểu thức đúng rồi ha, ấn khen để ông ta gọi cái giá trị x và y ra. Ở đây x nó mọi hình nhập bằng bao nhiêu thì mình nhập tại x bằng bằng 1. Ấn 1 bằng tiếp tục khi nó hỏi mình hỏi y nhập bao nhiêu, mình nhập y bằng âm 2 nha, nhập y bằng âm 2. Rồi, âm 2 bằng rồi, bằng. Rồi, anh kiểm tra lại nha. X bằng 1, y bằng âm 2. Rồi, ok, bằng. Như vậy, chúng ta có giá trị là âm 600, âm bao nhiêu? 6028 phần 3. Rồi, chúng ta có thể đổi ra số hợp phân nè. Đó, đây là số hợp phân vô hạn tuần hoàn ha. Đó, đổi ra đó, thấy không? Đổi. Rồi, chúng ta ấn AC thầy ha. Ấn AC. Rồi, chúng ta tiến hành đặt cái máy tính mình xuống nha. Đặt xuống. Là xuống ha. Bây giờ thì chỉ các bạn bước thứ hai là chúng ta tiến hành chơi game Mario nha. Rồi, tên AC, tên on là 7 lần thì chúng ta chơi đến level 7. Chúng ta ấn 10 lần thì chơi đến level 10, ấn 100 lần thì chơi đến level 100. Bây giờ thầy ấn 10 lần nha. Rồi thầy chơi nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi chúng ta có level đầu tiên ha. Rồi, đi. Đi lên. Lên. Đi. Đi, chúng ta có level đầu tiên ha. Rồi, đi, lên, lên, đi, lên, lên, đi. Rồi, chui lỗ. Rồi, qua, mặt kia ăn tiền, này, ăn tiền hết luôn nè. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Đó, tiếp tục, đi tiếp, lên, lên. Rồi, nếu mà như các em truy cập vào đứa game này á, thì tha hồ các em chơi game trong giờ toán thôi nha. Rồi, xin chúc các em thành công nha.